sau khi nước Trung Quốc bị Mông Cổ đô hộ, lập ra nhà Nguyên với đà thắng trận và tham vọng mở rộng bờ cõi, quân Nguyên lên kế hoạch đánh chiếm Đại Việt. Vào cuối năm 1284, Nguyên Thái Tổ Hốt Tất Liệt phong cho con của mình là Thoát Hoang làm Trấn Nam Vương và cấp hàng chục vạn binh để đi đánh Đại Việt. Ngày 18 tháng 2 năm 1285, quân Nguyên tiến về kinh thành của Đại Việt, hai bên đại chiến bên bờ sông Hồng. Quân Đại Việt xuôi dòng sông Hồng rút lui. Quân Nguyên tiến đến, đóng dưới chân thành một hôm, rồi mới vào thành. Nhưng chúng chỉ thấy vườn không nhà trống, không một bóng người, không còn tài sản gì để cướp phá. Lương thực chẳng có, lấy cái gì mà ăn đây? Hành quân một ngày mệt như vậy mà không có một miếng nước để uống nữa. Thoát Hoang tuy chiếm được kinh thành Đại Việt, nhưng gặp phải kế vườn không nhà trống của quân dân nhà Trần, khiến quân Nguyên bị thiếu lương thực. Để phòng thủ mặt trận phía nam của thành Thăng Long, Thoát Hoang dựng hai căn cứ liền kề nhau ở hai bờ sông Hồng. Một ở Hàm Tử Quan, cửa Hàm Tử, nay ở Khoái Châu Hưng Yên. Và một ở Chương Dương Độ, bến Chương Dương, nay ở Thượng Phúc, thuộc Thường Tín, Hà Nội. Đến tháng 5 năm 1285, đoán biết giặc Nguyên đã mệt mỏi, quân Đại Việt do Trần Quang Khải chỉ huy bắt đầu lên kế hoạch phản công. Thưa chủ tướng, quân Nguyên 3 tháng nay thiếu thốn lương thực, quân ta lại cắt đường vận chuyển của chúng. Vừa đói kém vừa không hợp với khí hậu nóng ẩm của nước ta, nên bọn chúng bệnh tật chết rất nhiều. Kế vườn không nhà trống đã phát huy hiệu quả. Đây là thời điểm thích hợp để chúng ta phản công, đánh đuổi bọn chúng ra khỏi bờ cõi Đại Việt. Thưa chủ tướng, đại binh của Thoát Hoang đóng tại Thăng Long, còn chiến thuyền thì đóng ở bến Chương Dương. Chúng ta phải tấn công nơi nào trước ạ? Đại binh của giặc tại Thăng Long tuy xuống tinh thần nhưng vẫn còn đông và mạnh. Chúng ta sẽ đánh thủy quân của chúng trước, để chúng co cụm lại thành một chỗ. Rồi tiếp theo ta sẽ đánh úp tiêu diệt gọn. Theo kế hoạch, Trần Quang Khải cùng Trần Quốc Toản và Phạm Ngũ Lão đem thủy quân từ Thanh Hóa đi thuyền vòng đường biển ra bến Chương Dương, tấn công chiến thuyền của quân Nguyên. Quân Nguyên bị đánh bất ngờ, trở tay không kịp, phải bỏ thuyền lên bờ chạy trốn. Quân bay, mau mau rút quân về thành Thăng Long, cấp báo Thoát Hoang tướng quân ứng cứu cho chúng ta. Dạ dạ, rút quân tới đây em ơi, mau mau lưu binh về thành Thăng Long. Làm sao bọn quân Đại Việt lại thắng đại quân của ta nhanh như vậy? Mau chuẩn bị chiến mã cho ta, ta sẽ dạy cho chúng một bài học. Tân lệnh chủ tướng. Quân Nguyên tại thành Thăng Long do Thoát Hoang chỉ huy, vội vã xuất quân đi ứng cứu. Nhưng chúng không ngờ rằng trước đó Trần Quang Khải đã bố trí quân mai phục ngoài thành, nên khi chúng vừa tiến ra khỏi thành đã bị đánh úp bất ngờ, khiến đại quân vỡ trận, nhanh chóng đại bại. Thoát Hoang phải giả dạng thường dân, tìm cách thoát thân trong đám tàn quân.